Chào mừng các bạn đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một bộ mẹ con, mẹ Xin, con cái kem và một cặp bên đực siêu nha các bạn. Đây, bộ mẹ con đầu tiên các bạn. Bộ mẹ con này chủ báo giá là 35 triệu nè các bạn. Bò mẹ cao 1m25 bò các bạn. Dẫn cái kem lứa nhì, cái kem được ngoài tháng bò các bạn. Bò mẹ rúng yếm nghiêm chỉnh, sái tích nghiêm chỉnh các bạn. Cái kem ú luôn các bạn không? Bộ này chủ báo giá là 35 triệu các bạn. Bò nằm ở Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò nha các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Chân móng hoàn thiện hết. Đực nè, đực kem nè các bạn không? Một con đực kem, một con đực 3B. Đực kem cao 1m05 bò các bạn. Chân móng hoàn thiện, đòn hết biết luôn các bạn không? Đòn hết biết luôn. Chừng móng nè, chừng móng hoàn thiện hết, đòn hết biết luôn các bạn. Xương cối được 3B các bạn không, ú mề luôn các bạn, cũng cao tầm 1m05 bò nè các bạn không. Đít nè, hai con đồng khích luôn các bạn, cao 1m05 bò. Cặp này thì chủ báo giá là 45 triệu các bạn. Con nào chừng móng hoàn thiện hết các bạn. Bò này nằm ở Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Số điện thoại mình comment trên màn hình video nha các bạn. Đó, chừng móng nè, hoàn thiện hết, đòn hết biết luôn các bạn không. Đùi đít nè các bạn, đùi dai đít nè, bộ mẹ con nè các bạn không. Mẹ lứa nhì dẫn cái kem, cái kem được ngoài một tháng các bạn. Bộ mẹ cao 1m25 bò, giá 35 triệu các bạn. Bộ mẹ con này các bạn, chân móng sò, xe lưng, xe mặt đều là nghiêm chỉnh hết các bạn. Xe lưng, xe mặt hết là nghiêm chỉnh hết. Giá 35 triệu, đòn các bạn không, đòn hết biết luôn các bạn. Giá 35 triệu. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình. Bò nằm ở Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Chân móng mẹ con là hoàn thiện hết, móng sò hết các bạn. Còn cặp đực này cao 1m05 bò. Cao 1m05 bò, giá 45 triệu, một con đực kem, một con đực 3B, cao 1m05 bò, giá 45 triệu các bạn. Chân móng hai con là đều hoàn thiện hết tất cả các bạn. Đòn, đòn hết biết luôn, đòn dày sọc, xương cối, yếm dậu đồ là nghiêm chỉnh các bạn không, đòn nè. Đùi đít nè. Hai con đồng khích luôn các bạn, cao 1m05 bò, đồng khích luôn, giá 45 triệu các bạn. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình. Bò nằm ở khu Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.